Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi thông tin trên kênh YouTube báo điện tử VOV. Thưa quý vị, sau khi giành được vùng lãnh thổ đầu tiên kể từ khi chiếm được Bakhmut, Nga tiếp tục gây áp lực lên các đơn vị Ukraina. Mới đây nhất, cố vấn của lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, Igor Kimakovsky cho biết, quân đội Nga đã loại bỏ một nhóm chiến binh thuộc tiểu đoàn Azov của Ukraina gần Chasovia. Theo ông Igor Kimakovsky, các cuộc tấn công do lực lượng hàng không vũ trụ Nga tiến hành ở cách Chasovia Ukraine gọi là Chasivya vài km đã phá hủy một đoàn xe tải chở quân dự bị của lực lượng vũ trang Ukraine. Dữ liệu trinh sát cho thấy, trên xe tải có hàng chục quân nhân của lữ đoàn 3 mà Kiev thành lập trên cơ sở tiểu đoàn Azov. Trước đó cùng ngày, ông Kimakovsky thông báo, một đơn vị lớn của tiểu đoàn Azov đã bị nhắm mục tiêu ở vùng ngoại ô Chasovya. Hầu hết bọn họ đang trú ẩn trong các tòa chung cư và bị loại bỏ ngay trong cứ điểm. Quan chức này cho biết, hàng trăm chiến binh đã bị loại bỏ nhưng ông không thể đưa ra con số chính xác vì họ bị chôn vùi dưới đống đổ nát của các tòa nhà cao tầng nơi họ đóng quân khi lực lượng hàng không vũ trụ của chúng tôi thực hiện các cuộc tấn công. Phía Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin này. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ARZ của Đức, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine Kirill Budanov cho biết, Nga có thể thực hiện một cuộc tấn công mới quy mô lớn tập trung vào khu vực Donbass. Ông Budanov cho rằng, các thành phố Provsk và Chasovya có thể là mục tiêu chính của Nga trong chiến dịch tấn công lần này và dự đoán rằng họ sẽ di chuyển một chút về phía Chasovya. Họ sẽ di chuyển theo hướng Porovsk, hướng chiến lược của Porovsk. Ông Budanov cũng không loại trừ khả năng Ukraine sẽ có một cuộc phản công khác trong năm nay, song không đề cập chi tiết. Quân đội Ukraine cũng thừa nhận tình hình rất khó khăn và căng thẳng gần Chasovya, nằm cách Kramatovsk một trung tâm hậu cần và đường sắt quan trọng của quân đội Ukraine khoảng 30 km về phía đông nam. Phía Ukraine nói rằng, lực lượng Nga đã tung ra hỏa lực liên tục trong khu vực gần Chasovia trong những ngày gần đây nhằm tìm cách kiểm soát các cao điểm chiến lược trong thành phố này. Chasovia nằm trên điểm cao vượt trội so với khu vực xung quanh, mang lại lợi thế hỏa lực lớn, đặc biệt đối với pháo binh. Oleg Kalashnikov, người phát ngôn của một lữ đoàn quân đội được triển khai trong khu vực cho biết, quân đội Nga đang sử dụng bộ binh với sự yểm trợ của các phương tiện chiến đấu bọc thép và máy bay chiến đấu ở các thị trấn nhỏ Bodaniska và Ivankivske bên ngoài Chasukya, nhưng tất cả cuộc tấn công của họ đã bị đẩy lùi. Ông Kalashnikov cũng nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của Chasukya, cách thành phố Bakhmut 20 km về phía Tây. Bakhmut đã bị săn phẳng sau nhiều tháng pháo kích trước khi Nga tuyên bố kiểm soát thành trì này vào tháng 5 năm ngoái. Ông Kalashnikov cảnh báo nếu nga chiếm được Trasukia, nơi vẫn còn 770 người sinh sống trong tổng số 13.000 người trước chiến tranh, Moscow sẽ có thể công phá Kostiantynivska, khu vực cách 10 km về phía tây nam. Ông Kalashnikov nhận định rằng đối phương cũng có thể đe dọa các tuyến đường hậu cần giữa Kostiantynivska, Sloviansk và Kramatorsk, đồng thời cho biết thêm rằng hai địa điểm cuối cùng cũng có thể bị tấn công trực tiếp. Nga gần đây đã giành được vùng lãnh thổ đầu tiên kể từ khi chiếm được Bakhmut và tiếp tục gây áp lực lên các đơn vị Ukraine đang gặp khó khăn do sự chậm trễ trong việc cung cấp viện trợ quân sự quan trọng của phương Tây. Trước đó, lực lượng Nga tuyên bố quân đội nước này đang tiến về phía Chasovia ở khu vực phía đông Donetsk. Các blogger quân sự Ukraine và Nga có thể liên hệ với lực lượng vũ trang đều cho biết quân đội Nga đã tiến tới vùng ngoại ô của thành phố. Tổng thống Zelensky cùng với các quan chức quân sự cấp cao của Ukraine gần đây cảnh báo, sự chậm chế trong việc cung cấp hỗ trợ an ninh đã khiến cho nước này phải nhường thế chủ động trên chiến trường cho Nga và lực lượng Kiev không thể lên kế hoạch phản công hay phòng thủ thành công nếu không biết sẽ được hỗ trợ gì, khi nào nhận được. Các quan chức Ukraine đã cảnh báo rằng họ không thể lên kế hoạch cho một nỗ lực phản công hay phòng thủ thành công nếu không biết mình sẽ nhận được viện trợ khi nào và loại nào. Cùng ngày 7 tháng 4, các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ công bố báo cáo cho biết, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Kirill Budanov nhận định rằng, Ukraine dự kiến Nga sẽ tăng cường các hoạt động tấn công vào cuối xuân đầu hè. Các nhà phân tích cũng nhắc lại việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó đã nói rằng các nỗ lực tấn công thanh chốt của Nga có thể bắt đầu vào cuối tháng 5 hoặc tháng 6. Báo cáo có đoạn, ISVK gần đây quan sát thấy rằng, các lực lượng Nga đã tăng tốc độ các hoạt động tấn công trên toàn chiến trường. Đáng chú ý nhất là tiến hành một cuộc tấn công cơ giới hóa cấp đại đội vào Chasovia vào ngày 4 tháng 4, đồng thời tiếp tục đánh giá rằng quân đội Nga dường như đang cố gắng hạn chế khả năng gia tăng thương vong về nhân lực, vũ khí trang bị. ISV kép tiếp tục đánh giá rằng sự chậm trễ trong việc cung cấp hỗ trợ quân sự của phương Tây đang buộc Ukraine phải đưa ra những quy định khó khăn liên quan đến việc ưu tiên một số khu vực phòng thủ nhằm giành lại thế chủ động và hạn chế khả năng quân sự của Nga, cũng như lập kế hoạch cho các hoạt động phản công trong tương lai. Bên cạnh việc tấn công, chọc thủng tuyến phòng ngự Ukraine dọc chiến tuyến, Nga tiếp tục thay đổi chiến thuật, tập kích, phá hủy các cơ sở hạ tầng năng lượng của Kyiv nhằm gây thiệt hại nghiêm trọng, khó khắc phục cho đối thủ. Final Seal Time đưa tin, Nga đã thay đổi chiến thuật tấn công vào ngành năng lượng của Ukraine bằng cách triển khai tên lửa có độ chính xác cao nhằm vào các nhà máy điện ở những khu vực được bảo vệ kém hơn thủ đô Kyiv. Đây là những lỗ hổng phòng thủ của Ukraine mà Nga khai thác để gây thiệt hại nặng nề cho đối phương và gây áp lực cho phía Kiev. Một số cơ sở hạ tầng năng lượng mà Nga tấn công thời gian qua sẽ không thể được sửa chữa hoàn toàn cho đến mùa đông năm sau. Theo Final Times, Time, các quan chức Ukraine cho biết, tuy thiệt hại trong đợt tập kích mùa đông 2023-2024 không rộng khắp trên nhiều khu vực như năm trước, nhưng thiệt hại mà Moscow gây ra vẫn nghiêm trọng hơn. Giới chức Ukraine nhận định, mục tiêu của Nga là gây ra thiệt hại dài hạn khó khắc phục cho cơ sở hạ tầng của Ukraine. Nga đã nhắm mục tiêu vào 7 nhà máy nhiệt điện trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 3. Tất cả đều ở các khu vực không phải là Kiev, nơi được Ukraine trang bị hệ thống phòng không tôn nhất cả nước. Tên lửa Nga cũng tấn công hai nhà máy thủy điện của đối phương. Ukraine không cung cấp thông tin chi tiết về mức độ thiệt hại tại từng nhà máy điện. Nhưng các quan chức nhà nước này cho biết, một số nhà máy, bao gồm cả những nhà máy ở Kharkov, gần biên giới Nga, gần như bị phá hủy hoàn toàn. Maxim Timchenko, giám đốc điều hành của DTEK, nhà sản xuất năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine cho biết, mục tiêu của chúng tôi là khôi phục cơ sở hạ tầng nhiều nhất có thể cho tới tháng 10. DTEK đã mất khoảng 80% công suất phát điện trong các cuộc tấn công của Nga trong tuần cuối tháng 3. Có 5 nhà máy nhiệt điện ở DTEK buộc phải ngừng hoạt động. Ông Timchenko cho biết, công ty này đã có kế hoạch đưa các trạm biến áp và nhà máy điện chưa bị phá hủy hoàn toàn trở lại hoạt động. Nếu không bị tấn công thêm, ít nhất 50% các tổ máy điện bị hư hỏng sẽ được kết nối lại với lưới điện. Maria Tustaturian, người đứng đầu bộ phận truyền thông tại Urenego, nhà điều hành hệ thống truyền tải năng lượng của Ukraine cho biết, số lượng tên lửa tương tự như trong cuộc tấn công mùa đông năm 2022-2023 đang được dùng cho 5 đến 6 cơ sở năng lượng trong một khu vực. Nga đang cố gắng cắt nguồn điện của các khu công nghiệp và thành phố lớn. Theo bà Tisaturian, các tổ hợp phòng thủ có thể được sử dụng để bảo vệ các trạm biến áp kích thước nhỏ do Urenego quản lý khỏi các cuộc tấn công của Nga. Nhưng rất khó, nếu không muốn nói là không thể bảo vệ các nhà máy điện lớn, vốn phải mất vài tháng hoặc thậm chí vài năm để sửa chữa và khôi phục. Adri Herus, người đứng đầu Ủy ban Quốc hội Ukraine về năng lượng cho biết, một điểm khác biệt chính so với mùa đông năm 2022-2023 là Nga đang triển khai các tên lửa đạn đạo có độ chính xác cao đắt tiền cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine ước tính rằng Nga có đủ tên lửa để thực hiện một trong hai cuộc tấn công quy mô lớn trong vài tuần tới. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cụ thể nào cho nhận định này. Trong quá khứ, khi Ukraine và phương Tây nói rằng Nga sắp hết tên lửa, Moscow thường thực hiện các vụ tấn công quy mô lớn ngay sau đó. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.